Mở đầu chương mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống ghi lại chiêu thức trộm tài sản vô cùng chuyên nghiệp của một nữ quái. Quan sát, lợi dụng sơ hở để ra tay, thực hiện hành vi đáng ngạc nhiên hơn là tài sản để trong cốp xe và cách gia chủ không xa nhưng đối tượng vẫn có thể ra tay. Người phụ nữ áo xám là khách đến mua hoa. Còn người mặc áo đỏ này lại có hành vi bất thường khi muốn băng qua đường nhưng lại ngập ngừng, mắt vẫn cố tình quan sát phía sau. Đến khi thấy người khách mở cốp xe, lấy bóp trả tiền, rồi để lại bóp vào trong, nhưng không đóng chặt cốp xe. Người phụ nữ áo đỏ ngay lập tức lộ nguyên mặt là kẻ đạo chích, ngang nhiên tiến đến, nhanh tay lấy trộm ví tiền, rồi phóng ra rời đi trong chớp mắt. Vụ trộm diễn ra ngay bên cạnh mình, nhưng nạn nhân hoàn toàn không hề biết gì cả. Rất nhiều lần chuyên mục camera nóng đã liên tục đưa tin cảnh báo đến với bà con về chiêu thức là vào vai khách hàng ăn mặc sành điệu, bảnh bao và ung dung bước vào các cửa hàng quán xá để mua đồ, nhưng thực chất là để ngụy trang đánh lừa sự chú ý của mọi người xung quanh và thực hiện hành vi trộm cắp. Vừa mới đây, một tiểu thương bán trứng trong chợ đã sập bẫy của đối tượng cùng với những thủ đoạn trên. Theo nội dung clip, lúc này trong chợ vẫn đang diễn ra nhiều hoạt động. Một chủ cửa hàng bán trứng đang lúi húi bán hàng cho khách, thì một thanh niên trẻ khỏe, đội nón mềm, bịt kính khẩu trang từ đầu bước tới khu vực cửa hàng. Anh ta quan sát và thấy người tiểu thương bận bịu không chú ý, đã thừa thời cơ đục nước béo cò, trộm nhanh chiếc điện thoại trên khay đựng trứng, rồi nhanh chóng rời đi. Mặc dù người bán hàng có quay ra ngay sau đó nhưng vẫn không phát hiện được vụ việc. Được biết, vụ ăn trộm xảy ra tại một chợ ở tỉnh Thanh Hóa. Các tiểu thương buôn bán cần hết sức lưu ý, cất tài sản cẩn thận, đề phòng bị mất trộm. Tiếp tục chương trình là một đoạn clip hiện đang được chia sẻ trên cộng đồng mạng khiến cho nhiều người không nhịn được cười trước cảnh tượng một nam thanh niên mặc áo mưa kín mít để đi bắt ong với mong muốn là nếu có lỡ tay thì cũng không bị chích. Tuy nhiên, quá đúng như câu nói mà dân gian thường truyền tai nhau, người tính không bằng trời tính. Tình huống không thể ngờ đã xảy ra thưa quý vị. Nhiều người đã dặn là chớ dại mà chơi với ong nếu không có kinh nghiệm. Nhưng anh thanh niên này không nghe, dù đã mặc bảo hộ rất kỹ càng bằng áo mưa, đi ủng và bao tay, và đã gần như thành công khi cho tổ ong vào chiếc bao tải. Nhưng cú sảy chân ở phút cuối cùng đã khiến anh ta bị té ngã khỏi chiếc ghế nhựa và bị đàn ong lùa theo. Kết quả thế nào? Vâng, kết quả là anh ta vẫn bị ong đốt và thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Sau đây chắc có lẽ chẳng bao giờ người thanh niên này dám dại dột mà chơi với ong nữa. Một cảnh tượng hết sức khó tin vừa được camera nóng ghi nhận sau đây khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Theo đó, một em bé đã vướng vào đuôi một con diều khổng lồ và bị nhấc bổng lên không trung ở độ cao khoảng 100m trong một lễ hội thả diều quốc tế. Tình huống bất ngờ đã khiến những người tham dự ở dưới mặt đất hốt hoảng. Liệu đứa bé sẽ ra sao? Quý vị hãy tiếp tục theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Cận cảnh clip cho thấy một đội thả con diều khổng lồ màu cam lên không trung thì đuôi diều vô tình vướng vào lưng một em bé, nhấc em lên không trung. Sức gió to khiến cho đuôi diều xoay nhiều vòng, làm em bé lộn nhào theo. Em bé nắm chặt đuôi diều, lộn nhào nhiều vòng, còn người tham dự ở dưới mặt đất hoảng hốt, la hét, vội vàng chạy tới. Em bé nắm chặt đuôi diều, lộn nhào nhiều vòng, còn người tham dự ở dưới mặt đất hoảng hốt, la hét, vội vàng chạy tới. Nhận thấy tình hình, đội thả diều lập tức thu dây, kéo diều xuống để giải cứu cho bé. Và cuối cùng, cháu bé cũng tiếp đất an toàn. Được biết, may mắn là bé không bị nguy hiểm tính mạng, chỉ bị xây xát nhẹ.